Mặc dù ở các tỉnh vùng cao phía Bắc, thời tiết vẫn rét đậm rét hại duy trì, nhưng ở nhiều điểm cao hơn mặt biển 2.000 mét, thời tiết lại nắng to, hanh khô. Điều đáng nói, sau mưa tuyết xảy ra ở các huyện Sapa và Bát Sát của tỉnh Lào Cai đã khiến 30.000 hecta rừng bị gãy cành, rụng lá. Nếu rụng quá dày, sẽ khiến diện tích nói trên có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô 2014. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn trung ương sớm có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn địa phương phòng chống cháy, bảo vệ diện tích rừng. Đợt mưa tuyết bất thường ở Lào Cai đã gây thiệt hại ước tính khoảng 36 tỷ đồng. Thống kê trong toàn địa bàn có gần 400 con trâu bò bị chết rét. Mưa tuyết làm thiệt hại 600 hecta thảo quả, khoảng 1.000 hecta hoa màu tại các huyện Sapa, Bát Sát. Nhiều diện tích hư hỏng không còn khả năng phục hồi.